Ôi dù mũi mẹ nó chạy lẹ dữ vậy kìa quá chết chưa trời quá trời nó chạy mọi người ơi, nó chuyên gia bắt chuột mà chuột bự té lên để xuống mình với mẹ mình chạy té lên để xuống mà không dính. Đang gì tới nó đấy, tới đó 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 chứ giờ ông nè dính được con chuột rồi thưởng đâu sảy rồi ba này dính con nữa ủ lắm nha mọi người quá ngon rồi anh em ơi. Hả? Đúng đúng trời. Nhiều lắm rồi. Kế chút mẹ, chút mẹ. Chút mẹ bự mọi người ơi. Bự. Quá em quá đã rồi. Quá em. Này con chuột nãy hả cha? Đâu phải. Bự hơn nữa. Chuột khác nữa mình Khánh. Khá. Bự hơn nữa. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hello, chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay cha mình cắt lúa xong cánh đồng sau hè rồi mọi người. Thì hôm qua nghỉ ở nhà rồi bữa nay khỏe rồi. Gia đình mình đi đào chuột, kiếm chuột về ăn. Rồi mời mọi người cùng theo chân gia đình mình đi đào chuột nha mọi người. Gia đình mình hôm nay ra đồng đào chuột nha mọi người. Lúa người ta cắt hết rồi mình đi theo đê mình đào chuột. Chiều về mình nướng ăn. Cái này hàng chuột nè mọi người. Hàng này hàng mới hả cha? Mới. Mới nó đào đất ở đây nè. Ở bên đây người ta đang đốt gươm. Đốt gươm đang chuẩn bị người ta xạ lúa tiếp vụ đông xuân. Hàng nó đào xấu ghê từ tuốt đây mình nó đào cái lỗ tới đây luôn. Đào mà nó chạy rồi. Nó không ở hang. Cùng nữa không? Không ở hang. Ngộ thiệt. Bữa nay chắc khắc nữa quá trời. Có nó là nó chạy rồi á. Có nó lại chạy ra ngoài hết cha. Ừ. Đằng kia cũng có hai người đào kìa mọi người. Đào muốn hết rồi. Ta đi trước gia đình mình. Bữa nay kiếm mồi chắc bổ sắt rồi mọi người ơi. Lúa thì ta cắt hết rồi mưa bữa giờ nó ngập nước xịn rồi mọi người. Giờ mình đi kiếm dọc theo bờ đê này nữa. Đây là người ta đào nè mọi người ơi. Ta đi trước người ta đào rồi. Ôi trời ơi, chuột chạy mọi người ơi. Còn y trong đó hay gì á. Quá trời chạy. Mày đeo đeo đùa vô miệng luôn đi. Nó lùa lại để con cục gơm xuống nó đi. Chạy vô gơm nó nấp. Nó nó. Nó ra. Nó. Kìa đó đó đó. Mới cung gần đây nè. Đó đó đó. Kìa kìa kìa. Khơi khơi không?
Đè xuống gom xuống đó đi, đè cũng dạ, để gom nó đi. Chụp xuống luôn đi cha. Đỡ mất nữa rồi. Đây, đây, lùa, lùa đi. Không bắt giác. Cha mình chụp nha. Rồi dính rồi. Được không thứ ba? Bự quá vậy bự. Con nhãn nó bay quá trời nè mọi người. Con nhãn nó ở trong lúa, người ta cắt lúa rồi nó mới bay lên ra ngoài. Ở đây là một cái trại nha mọi người. Trại ta cắt để ta đi thăm lúa rồi đó, người ta nghỉ ngơi. Cha mình vô đây ngồi nghỉ mệt chút. Mỗi nó thấy chưa có đào phải không? Quá trời nắng. Vừa hậu uống một ngụm cháy thôi. Đó 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 đó, chuồng này bự, con thấy cái đuôi bự. Chuột này bự nha mọi người. Ú. Ê, khe, khe, khe mắt. Trời ơi, chạy chạy. Quá, chạy. Đất này ơi. Nó quá chạy rồi. Chính chị mẹ. Chính là mọi người ơi. Mẹ mình chạy dữ dằn luôn rồi, chuột này bự nè. Chuột bành khi, chuột nhái. Chuột được không mẹ? Có mệt thì nó chạy lẹ kìa, cha mình chạy không kịp. Để con canh nữa. Thuốc đằng kia đằng cái phít lắm luôn đó. Ăn theo một mẫu này dài nè. Có cái lỗ này nè cha. Để cho nó chạy ra. Có nó chạy ra dễ bắt. Đó đó, đó nó nghiệp. Để nghiệp cho nó. À, giờ cho dù chạy chơi. Nó ra đi, buông ra cho nó chạy đi. Cha dính nè hả? Sao nó chạy qua bên mẹ đây mà nó quậy lại cha bên đây. Đừng con nữa nha mọi người. Chuột lúa hả mẹ? Em mày bắt nó rồi. Đừng con với mấy con chuột lúa. Hai con chuột lúa. Cha mình được con chuột bự. Đâu đó nha. Đó đó. Đó mẹ. Nè, nó nè. Dính vô, ba dính hết à. Quá trời, vài chục lứa luôn mọi người ơi. Nguyên ổ chuột. Bây giờ nó chạy ra nữa nha. Đó đó đó. Đó. Ờ, đây nè. Mẹ dính nó. Đâu? Đó nó chưa. Nè mẹ. Nè. Ủa nó sốt hả? Ủa vậy là nó dính trên chỗ con. Quá ơi, quá ơi, em nó ra. Để vô, để vô. Mình đạp dính con chuột mà mình tưởng không dính, mình buông ra luôn. Chỗ cục cây đó đó anh. Nguyên một bầy chuột luôn nha mọi người. Chuột này chuột lứa rồi, ăn được rồi. Đâu?
kìa. Rồi dính được con nữa. Đây 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 con nữa, đây con nữa. Trời quá trời luôn mọi người ơi. Ô. Đó kìa kìa kìa. Đâu 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 đâu. Mình dính được con mọi người ơi. Từng nó cắn. Đây nè, con đấy. Người đừng bóp đầu nó chích trên trời. Ôi mệt. Hết rồi. Ôi. Trời ơi cả chục con quá. Vô mánh đó mọi người ơi. Đi lại đằng đây nữa. Quá im. Quá im mà nha ơi. Được chừng 3 bậy vậy là để như no rồi. Chừng nay về nướng hả cha. Nay dịp nướng nướng chao đi. Để chao, nướng chao. Mình nướng chao mình nướng nha mọi người. Chuột nhiều quá nhiều rồi, giờ điện cứu binh ra tiếp nha mọi người. Đem theo cái lồng nữa. Đừng đựng chuột. Hello, chào mọi người. Để chuột qua lòng để nó chết hết. Trắng không? Đi đẳng kìa. Hang đi chợ đẳng á. Hang có chuột. Ủa chết queo chưa rồi? Còn mới còn sống mà. Để đủ không trời? Chuột người dưới đó. Chuột mẹ chung dưới rồi đó. Rồi bên đây có chuột nữa nha mọi người. Để cha mình ra tay. Chết trơn rồi. Có nào đâu sống mà sáng. Còn lắc lắc lên coi. Đó trời ơi. Ếch. Tao đòi được 2 ếch đó. Có giường nữa. Về đặt cái bẫy đó. Sao chạy? Làm không lợi. Xeo cái nó chạy, xeo cái nó chạy. Vậy. Hết rồi. Qua bên đây nè, coi chừng chạy ở đây nè. Mình đào bắt chuột vớt nha mọi người ơi. Của mấy quỷ chuột này nó phá lúa của dân dữ lắm. Quả phá hoại mùa màng rồi. Có chuột mọi người ơi. Nó mới dịch nước. Ở đâu mà tóc nó còn hở được, nó không ra đó. Cái hàng chuột dưới nước nè mọi người. Nó có cái gọi nó đó chứ. Con bóp ở đâu chuột không nổ. Nó còn cái bọng kìa. Nước bọng lên khô với nó không ra kìa. Chạy đục nước cho kìa. Khoan từ từ nghe, từ từ nghe. Cái gì vậy là ăn khách nha. Có một cái gõ nữa đi lần khác đạo hai bên chặn đầu nó bên này dông không có nè đó nó thụt đầu ra đó cha bên này mới có nè. Con mới thấy nó thụt đầu ra đó tốt dẹp rồi đó. Quá trời đất cứng con sắn cái bởi bự quá kìa. Ây, ui đứa nó chuột lắm. Chết. Lắm. Lắm. Lắm đâu. Để mình lấy nè. Để vô bánh đi. Để vô lòng. Chuột bé bự, chuột bự. Ui chết. Chuột hang rồi. Chào nữa. Chạy ra đâu ra vậy? Có chạy ra đâu luôn. Chạy ra đâu luôn. Thằng nước nhém gọn. Quá trời, nó dài. Ủa? Nhém nữa cùng mà. Nhém gì đó. Chuột bự, con chuột bự. Chuột bự. Đây là con chuột bự. Hai con chạy vô kia vô trong hang này lại chút lại lại. Chạy rồi, chuột đực chạy đi. Đó là chuột đực. Đó chuột nữa. Hết. Hết rồi, bít rồi. Rồi lại đằng kia. Đó này không? Nếp này lại.
Bây giờ nó chạy lại đằng đây, nãy con chuột chạy đây đây, mình lên đây mình đào lại nha mọi người. Quá tèn ơi, hang này quá tèn hang rồi nè. Thầy hang nè mọi người. Coi chị lắng cốc hết trơn nè. Hang quá tèn hang luôn. Dài cái được bờ đê nó giờ mình đào. Cái bờ đê này đào dài đấy, nó chạy. Má trên nó chạy bảy chục lúa nữa nha mọi người. Cha mình thèm rồi, cha mình tém mỏ rồi, mày chết mày. Ở quê mình thì đi đào chuột rồi về ăn vậy đó mọi người, vui lắm. Chạy rượt đồ chơi cho vui. Có cái gọ nữa đó cha. Gì mày thấy đào chuột mấy buông. Quá chuột ơi. Con chuột bự này nó chạy ra đây nè, bây giờ đang đào gán bắt được con chuột bự nha. Một cặp chuột được chuột cái đó. Là hang không sao? Ừ. Bữa chạy vô mà sao mất tiêu rồi? Nhém đâu không? Có hang ở trong vườn. Hang đùng bạch tiên. Đây một cái hang ở đây cả. Bỏ này là lưới nè, bảy lứa nữa đó. Bây giờ quá trời chục lứa luôn rồi. Về hết rồi, thấy mình trong này rút gì quá không, rút không thấy đội hình mình quá dữ. Tiếng Việt Nam ở đây. Hai cái len này nó đi con cái len mà dẫn hang chó, mình hai có hai người đi, có bốn người mà đưa hai len rồi. Cũng chỗ đó mình đã được thấy chỗ đó đang chuẩn bị đó chàng. Để tới chứ đâu, để tới 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 hoài ha. Đó, một gọn nữa nè. Ôi là chút nữa bảy lứa đồng lại. Ông cha chỉ là chính xác, nó nghe lời đi. Năm 2 năm kinh nghiệm mà. Nó thẻ là đi ra chuột nữa. Thôi chứ cha mình là đi đồng đi ruộng là kinh nghiệm này mình nha mọi người. Chạy đắng lượng cho mình tới rồi. Tới nước cục rồi. Cha mình, gia đình mình thì không có đất ruộng, người đi làm mướn người gì. Cảnh này đi đào chuột ăn gì nè, bắt cá được. Ê, thục. Thục rồi đó. Giờ mới giò nó chạy luôn luôn, thấy đứa chạy không nổi đâu nào. Có lấy thục nó dùng khu queo à. Bự. Dép phen đi đồng là không lần dép dép bỏ ăn nắng đi đây hay là ăn gì đó nó đấy đó 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 đi vào ông nè dính được con chuột rồi tưởng đâu xảy hả ba là dính con nữa ủ lắm nha mọi người quá ngon rồi anh em ơi. Ủa? Một đống tổng hết trời. Nhiều lắm rồi. Kia chục mẹ, chục mẹ. Chục mẹ bự mọi người ơi. Quá em quá đã rồi. Quá em. Này con chuột nãy hả cha? Đâu phải. Bự hơn nữa. Chuột khác nữa mà Khánh. Hả? Kìa. Con này nó đang ấp mà. Đó cái hàng khác mà. Ê ê, đu 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 đ
Ôi lúng đuôi rồi. Quá em anh em ơi, quá nhiều rồi. Thâu đồng nguyên bảy bữa. Ô quá em. Từ từ con. Từ từ con, chừng nó cắn. Thâu nguyên bảy bữa mà. Từ con, từ từ. Mềm hơn. Ô quá ngon rồi. Ôi giời ơi. Chục bự, chục bự chạy ra cho mình chụp. Mày hả? Mày hả bự? Em là hả cha? Quá trời chuột lứa với con chuột bự. Chắc con chuột đó quá cha. Chuột đó đó. Hàng khác, bởi vì ta nói hàng khác. Chuột bự mà nãy giờ còn cái kia không chết, chắc để vô đây đầy hay nè. Ừ, đổ đầu. Quá nhiều rồi. Chuột lứa mọi người ơi. Nè, nó đó đó, đó. Nó lú đầu. Lú đầu bắt tự. Nắm đuôi, sao không lấy đen đào đi. Nắm đuôi, nắm đuôi, nắm đuôi. Kìa đó. Kìa. Ừ, trời ơi. Ơi đây. Đúng rồi. Không chết chập chuột nữa kìa. Đây. Đừng em dính nữa kìa. Hai con. Ấy đó là bỏ cái giò nó nhất nữa. Bỏ cái sắt nó mặn bà cố. Đó kìa nữa kìa. Kìa 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 kìa. Quá trời luôn mọi người ơi. Ham quá ham rồi. Hết rồi. Ở này được mấy con luôn mọi người, nhiều lắm. Clip đây bờ đê lại nha mọi người. Clip lê lại cho ta. Trời mẹ mình chỉ nguyên một dọc luôn mọi người ơi. Quá trời hang à, đây nè. Con quá trời hang rồi. Sáng thì đi kiếm người hết. Cái ổ này nè. Cái ổ cao quá có. Sáng mà gia đình mình đi phía bên đó đó mọi người. Mà không có. Mới đi vòng lại đây mới có, quá trời luôn. Này đựng nhiêu rồi nè. Dưới trong thùng kia nữa mà nó chết rồi mọi người. Phủ người. Bự không có, chuột lứa không có nha. Thì lại cho nó mát. Chuột bự. Nắm đuôi, nắm đuôi, nắm đuôi, nắm đuôi, nắm đuôi đi. Chuột bự nha mọi người. Chuột vô rồi. Một bình ngay cái một bình luôn đó, là đừng đạo nó mà ép nó đi cho vòng qua đây ngay một bình này. Bên này. Rồi. Bình nó chạy qua phía đây nha. Bây giờ nó tâm ra nha. Hai bộ chuột bự khứng quá vậy nè. Xe đó mà hàng. Chuột này thịt mềm quá. Rồi, chạy thẳng vào ba đó, tiện công ra đó. Chính nè. Chặn đầu tôi, chặn đầu chết. Nó không có đường nào mà chạy thấu. Hai người chặn đầu rồi. Bắt chuột bự đi. Bắt chuột bự trước đi. Bắt chuột bự trước đi con. Đó, chuột đó ngon đó. Chuột này chuột lứa nha. Ủa lắm nha mọi người. Chuột này ăn ngon lắm. Kêu gì mà nó ướt nha. Nướng chao nó. Nắm chuột bự. Đó. Chuột này vừa ăn không à. Quá êm. Có cái bọng này cũng im nữa. Cái bọng ba bên con đây nữa nè. Nè bọng bởi này có bên kia hang đúng không hôm nay? Cho tụi con đổ hang vào đây nó. Đưa cái hộp lưng đây đây nè. Đừng đào. Để cha. Bên con thì đứa ba. Đừng đào, đừng đào. Để cha. Cái đuôi này nè. 52 năm kinh nghiệm để cha. Ông mới có 30 kinh nghiệm mà. 30 kinh nghiệm. Dạ, chuột bự nè. Trời ơi, chuột bự im rồi. Lại bò qua ba đây à. Cái hàng kia nó chỗ qua ba nữa đó.
im chỗ đi. Chút mọi người ơi. Chung hang rồi hả? Quá trời chung hang đào nữa. Ôi chung hang. Mẹ. Chạy lẹ dữ vậy. Kìa. Quá. Chết chưa? Quá trời nó chạy mọi người ơi. Nó chi ra bắt chuột mà. Chuột bự. Chạy té lên để xuống. Mình với mẹ mình chạy té lên để xuống mà không dính. Bây chục con không nè. Uổng. Xéo rồi. Cho. Rồi, chết đi nè. Vô. Trời chuyển mưa thế rồi. Giá trời đừng có mưa. Có mưa thì chắc gia đình mình vô đó chú mưa mọi người có chạy trong đó đó. Đó cha mình đứng đây sao chạy ra được. Nãy chạy tàn ơi chú vũ đầu nha. Mưa tới rồi mọi người ơi. Hồi nãy đang đào chuột thì mưa tới bất chợt mọi người ơi. Mưa kéo tới một cái ào luôn, mình làm không kịp nên là mình gác video lại. Bây giờ gia đình mình đi về. Đi từ từ về. Mưa lớn lắm mọi người, mới tạnh mọi người ơi. Đi dài về thấy đây có hang đào luôn. Chỗ rồi. Chưa. Mà nó chạy. Ôi đó nó. Giờ đang ăn ba rồi. Có rồi. Để tìm có dính gì vừa không? Tao đạp đây rồi. Được con chuột nữa nghe mọi người. Trời gồng gặm nữa. Chắc còn mưa nữa. Hết rồi mọi người. Thôi giờ gia đình mình về nha mọi người. Mình xin ghép video tại đây nha mọi người. Để về tới nhà mình quay cho mọi người xem. Rồi bây giờ sớm giờ về nhà mà gia đình mình mặn chuột rồi về ướp nha mọi người. Ướp bằng nước. Nướng. Ướp sơ tế nha. Gà mặn nhiêu nè, còn nhiêu gọng lại còn sống nha mọi người. Trời hồi nãy mưa rồi giờ mưa hơi đó. Tối nha mọi người, mọi người thông cảm nha. Cái hũ này là cái hũ sa tế nướng nha mọi người. Sa tế ớt thịt nướng. Ướp vô mình nướng. Cha mình chiên một mớ tư rồi mọi người, thì một mớ chuột tư một con. Làm gì vậy? Rồi bây giờ ớt cũng bị nướng rồi. Chết. Giờ mình vừa nướng vừa ăn nha mọi người. Mình xích vô mẹ. Đây rau sống nha. Cái này là cá chiên, cá làm tông chiên.
này vô muối mẹ mình làm nè, vừa ăn lắm. Mời anh em cô bác dùng bữa nay tôi vợ chồng con cái tôi đi đào chuột này về ướp sa tế nướng đây, mời anh em cô bác dùng với tôi một cái đùi chuột, uống một ly rượu cho nó thăng mặt đây, rồi nhờ có coi có thấy hay thì giúp cho gia đình tôi một cái video tiếp theo cho vui vẻ. Mà mọi người dùng cái đùi chuột nha, với uống ly rượu. Ủa anh em ơi, uống miếng rượu rồi ngủ mọi người ơi. Quá thơm à. Vừa ăn hay sao? Cha mình thì đi mặn nhiều nên là hay bị nhức mình đó, nên là hay uống rượu rồi ngủ á mọi người. Uống xị rồi ngủ. Rượu đường. Uống rượu bỏ đường vô cái ly rượu á. Nè. Chín vàng thật á. Mình ăn thử con chuột nè. Ngon quá trời, thơm nhất con. Thơm vừa ăn thôi nè. Cái hũ này mình khỏi ướp nè mọi người. Quá trời ngon. Khỏi ướp thì cũng vậy chứ, cái ướp cái hũ thôi. Hôm nay đào lăn lộn, chụp lăn lộn. Thử cái đồ chuột nha mọi người, mời mọi người ăn cái đồ chuột nha. Ngon, thơm ghê. Để cái quà vô nướng, gì nướng gì ăn nó thơm. Quá trời ăn vàng mọi em ơi. Càng ngon rồi. Này chuột mà mọi người, chuột nướng nè. Rồi mình chuột con rồi nha. Nướng hai bếp luôn nè. Mời mọi người ăn một cái đồ chuột nữa nha. Càng ngon ghê, vàng ươm luôn. Trời mưa nên hơi tối, mọi người ơi thông cảm giùm nha. Mà anh em ăn miếng chuột anh em ơi. Với rau. Không hiểu sao lần nào mình quay ăn nhà này, nhà gia đình mình ăn cũng mưa hết cho mọi người. Hơi tối hù rồi. Dạ ngô người nay bắt buộc anh em ơi, nó chạy quá trời, nó chạy liếu lo luôn. Chạy chụp muốn không kịp luôn mọi người. Bữa nay chạy lăn lộn quá trời luôn mọi người ơi. Mà đang bắt khúc đó quá trời chuột mà trời mưa tới mọi người ơi, mưa lớn dữ dằn luôn. Nên là mình ốp camera mình đi bộ về lội về. Mồi này là mồi bén nè. Cái này vô muối mẹ mình làm nè mọi người, vừa ăn lắm. Giòn luôn. Quá trời vàng ươm luôn mọi người ơi. Ăn với dưa leo rau sống nè. Đúng chỗ à. Bắt rồi các bạn chừng chục con đi ra mằng lấy gì gì thỏ trâu treo lên phơi hả cha, phơi là về nướng là nó đỏ ao mà ăn nó thơm nhưng mà nó ngon. Mình bằng chục tư vậy đó, bằng dung dốt dung dốt rồi với phơi một nắng gì ha, đem hai cây heo đem nhựa gì gì đâu thỏ trâu treo.
treo phơi nó, mình đem về nướng. Vậy là vậy đó, mà còn bắt còn sảy lên sảy xuống. Chạy quá trời chạy không kịp luôn mọi người, bị sảy quá trời luôn. bữa nay lăn lộn rồi. lúc mình mệt mình đi đào không có đào được bao con không mệt. Tại lúc đầu đào không có mọi người, rất sao mới có. Sao nhiều lắm mọi người, nhưng mà trời mưa tới. Nên là gia đình mình đi về. Mình đào cái này 40-50 cho bọn. Cũng nhiều ghê hả cha. Còn trọng rồi 2 kg. Còn rộng cỡ 2 kg hơn đó mọi người. Để mơi mốt thì mình làm món khác mình ăn, quay cho mọi người xem. Mời làm món khác. Mời mọi người ăn cái đùi chuột nữa nha. Này Út sẽ tới vừa ăn đó mọi người. Chuột vàng hơn mọi người. Trời mưa là hơi tối mình quay không có được đẹp, mọi người thông cảm nha mọi người. Mình nướng vàng mà quay cũng như tha đen. Tại tối nè. Trời mưa tối ngủ. Mời mọi người ăn thử miếng dưa muối nha, mẹ mình làm nè, chịu ăn lắm. Giòn. Quá thơm không? Chuột nướng thơm lắm mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Nếu xem clip thấy hay thì cho gia đình mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ.